Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với YouTube của siêu thị lồng chim. Trên tay em đây là một mẫu lồng trào mào nhé. Trào mào mun lá đề, dành cho những anh em mà thích chơi lồng vuông nhé. Đây là trào mào vuông lá đề này, rất là đơn giản nhé. Đây này, trơn bóng này, đánh bóng bằng tay tự nhiên, anh em nhìn thấy rất là bóng luôn đúng không ạ? Đó, ngoài ra thì cả phần mặt trong thì bên em cũng đánh bóng để đảm bảo sự an toàn cho chim nhé. Ngoài đẹp ra cần phải đảm bảo an toàn cho chim đúng không ạ? Bởi vì lồng này là lồng cho chim mà, chúng nên chúng ta cần phải đảm bảo tối đa cái sự an toàn cho chim nhà mình. Đây, một cái mẫu lồng trào mào Thái, trào mào ạ, trào mào vuông, chân lá đề, gỗ mun ạ, chân quỳ mặt quỷ này. Đấy, có mặt hổ phù ở phía trước này, phía trước cửa là mặt hổ phù này, cực kỳ xinh luôn nhé. Đấy, anh em mà yêu thích chiếc lồng này thì liên hệ với bên em theo số là 0964278585 hoặc 0984217365 để đặt chiếc lồng này nhé. Bên em có sử dụng Zalo ở hai số điện thoại trên, anh em có thể add Zalo thì bên em sẽ gửi chi tiết mẫu hình ảnh những cái mẫu lồng mà anh em quan tâm được ạ. Hoặc anh em xem ở trên YouTube ấy, muốn hỏi thì bất cứ thông tin nào thì có thể add số Zalo và chụp lại hình để gửi mẫu cho bên em nhé, để em sẽ báo giá cho anh em. Đó, và anh em lưu ý là tất cả giá của sản phẩm của siêu thị lồng chim báo giá đều chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em đặt hàng thì vui lòng thanh toán phí vận chuyển khi nhận hàng giúp em nhé. Đấy, mẫu lồng trào mào em sẽ quay xa để anh em nhìn tổng thể trước mặt mình. Trào mào vuông ạ, trào mào vuông chân lá đề và gỗ mun nhé. Đây là cái phần đáy lồng này, đáy lồng có móc này, móc đồng này, nập mun này, cống này. Đấy, anh em đặt hàng hãy liên hệ ngay bên em nhé. Giá của mẫu lồng này là 1.700.000 đồng, có tặng áo cho anh em nhé, 1.700.000 đồng. Cảm ơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Hãy nhớ gọi số 0964278585 để đặt cho mình chiếc lồng này nhé. Và địa chỉ xem trực tiếp là số 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video. Xin chào tất cả các anh em.